À đủ, tao chạy qua phía này vậy hả? Anh lại sợ chú quá cơ. Cái đậu xanh này làm sao? Làm sao hả? Chuẩn bị tâm lý lên bảng xuống đi em ơi. Đậu xanh này nốc rồi nha. Thật kìa. Bạn nó chạy qua anh em. Bạn nó chạy qua này làm sao? Hả? Cứu nhau cơ. Anh lại sợ quá nhở. Anh nể quá nhở. Hẳn là cứu nhau cơ. Mấy cứu nhau này làm sao? Cứu nhau phải không nào? Ok luôn. Mua nick Free Fire lên quân. Tới ngày sục sự kẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một cái thử thách, đó là mình sẽ chỉ sử dụng cái cây súng G18 trong chế độ, đó là chế độ tử chiến nha mọi người. Quay vãi trưởng. Tức là anh em ơi, chúng ta sẽ dùng lục để chiến đấu luôn. Không cần phải ngại bố con thằng nào hết cả anh em. Cái đậu xanh nhà mày. Làm sao đấy hả anh ơi? Làm sao đấy hả? Muốn chơi anh hả? Ok luôn. Chạy qua luôn vả nó. Cái đậu xanh này làm sao? Muốn cái gì? Ok, nốc luôn. Cực kỳ là đơn giản anh em ơi. Như vậy là một đứa lên bảng điểm số này. Tuyệt vời. Thì cái chế độ tử chiến của chúng ta đây nó cực kỳ là dễ chơi luôn anh em ơi. Các bạn sẽ có hai đội chiến đấu với nhau. Đó là 4v4 nha mọi người. Cái đậu xanh mấy thằng ngáo ngáo này. Làm sao hả? Làm sao hả? Làm sao hả? Đậu xanh này làm sao hả? Làm sao hả? Ok, G18 thì anh cũng chơi luôn nha. Cái đậu xanh này thằng nào nữa? Thật đáng nữa hả? Đậu xanh này lên bảng chưa em ơi? Buồn chưa em ơi? Đơn giản là về cái trận đầu tiên thì anh em ít tiền nên là anh em chỉ có G18 hoặc là mấy cây súng lục khác mà thôi. Còn đối với vòng 2 thì tất nhiên là thôi kệ đi. Mình chỉ mua những cái trang bị thôi anh em ơi. Còn lại thì mình vẫn dùng cây súng đó là G18 để tiếp tục chiến đấu luôn anh em. Ok, 2, 1, bắt đầu luôn anh em và không phải ngại thế nào nha. Đây và hãy theo chân nhân vật Alok của mình. Theo chân kẹo chúng ta cùng đi xử những thanh niên còn lại trong cái trận đấu này. Nào, không có nào. À đây rồi. Đây rồi, một đứa này làm sao hả? G18 này, anh chơi chú nha. Đậu xanh này làm sao? Rồi nha, nốc rồi nha. Kể cả là bạn có xài súng gì thì mình vẫn chơi bạn ok luôn. À, anh da đen à? Ok. Anh da đen phải không nào? Quay vãi trưởng số 4 nốc rồi kìa. Láo nháo pháo xe à? Tính chơi đồng đội của anh à? Chơi làm sao được hả em? Ok này. Lên bảng đi em ơi. Lên bảng rồi nha. Như vậy là team địch còn lại 2 thằng nữa mọi người ơi. Từ từ ok. Mình sẽ cuộn máu cái đã. Ngon lành. À, vậy là bây giờ chỉ còn lại đúng một thằng duy nhất. Nó ở ngay phía trên kia thì phải. Thôi xong, nó hạ luôn bạn số 4 bên team mình rồi thì phải. Căng à nha, ok ok. Chạy lên và chiến luôn. Chắc chắn là nó ở ngay phía trên thôi anh em ơi. Sẵn sàng chiến đấu nhá. Cái đậu xanh này làm sao? Cầm K98 cả. Ok luôn này. Kể cả K98 nhá. Làm sao? K98 chơi lại G18 không hả? G18 solo này chiến thắng luôn anh em. Thế là xong luôn. Không cần phải nói nhiều và chúng ta đến với vòng 3/7 của trận tử chiến anh nha anh em. Lúc này thì mình sẽ mua thêm mấy quả lựu đạn. Thế thôi, mua thêm cây G18 để lấy thêm đạn. Ok, có thêm bom keo nữa. Vâng, và hiện tại thì FP của kẹo đó là 200/200. Bởi vì là kẹo cũng đã mua nấm rồi mà mọi người. Bây giờ nhá, chiến luôn anh em. Nào, thằng nào lao nháo cái là phải sơ nó luôn anh em ơi. Không cho chúng nó gáy. Cơ bản là kẹo muốn kiếm top 1 cơ mà. Ok, chúng nó đang ở ngay phía trên anh em ơi. Bình tĩnh. Bây giờ nhá, chạy lên, chơi luôn anh em. À đi rồi. Có phải là thằng cầm K98 hay không? Làm sao? Vẫn thích chơi K98 hả? Ok thôi. Anh sẽ cho chú biết thế nào là lễ độ nhá. Bây giờ là mình sẽ chạy vòng lên luôn anh em ơi. Đây, chúng ta sẽ phải ra ngoài bo một xíu này. Ok luôn. Anh cho chú biết thế nào là lễ độ nhá. À, có một thằng treo máy này. Treo máy này nốc rồi nha. Chờ thằng bạn qua thôi anh em. Ok. Kill đầu tiên trong trận 3/7 luôn. Làm sao nữa hả? Nữa hả? Úi dồi ôi. Ây vãi trưởng, phía sau là thằng kia thì phải. Anh ơi anh ơi. Anh ơi em xin. Đừng bắn em, đừng bắn em. Em sợ anh ạ. Ok nhá. Từ từ mình sẽ quần máu cái đã. Ây. Căng à nhá. Mọi người chờ kẹo xíu. Đang quần máu rồi. Ui. Số 2, số 3 đang bị nốc. Vãi đấy. Vãi trưởng đấy. Hay đấy. À đi rồi. Thằng cầm K98 này. Ok xong luôn. Xanh mộ cho em ơi. Tưởng cầm K98 mà ngon à. Và nếu như mà team của kẹo chiến thắng nốt trong vòng 4 này thì team mình sẽ chiến thắng trong trận đấu này luôn anh em. Ok. Vẫn là cây G18.
G18 sẽ tiếp tục được lên ngôi trong chế độ tử chiến anh em ấy. Bắn cây này nó rất là phê anh em, chỉ có điều là nó không mạnh bằng những cây súng trường này, những cây tiểu liên hoặc là những cây shotgun mà thôi, cũng như là những cây súng bắn tỉa nữa. Nhưng G18 hôm nay là thể hiện trình độ của kẹo anh em. Ok, qua đây xem xử lý cái bọn rơm rơm này làm sao hả? Mình sẽ chạy qua mấy cái chỗ con xe tải này nha mọi người. Cái gì thì cũng phải từ từ, anh em yên tâm là chúng nó sẽ lên bảng số này, lên bảng số này, lên bảng chưa mày, lên bảng chưa mày. Ui rồi ôi, làm sao bây giờ? Mình chạy vòng lại nhá, chúng ta sẽ chạy vòng qua thế này. Ui căng vậy, căng vậy, căng vậy, gắt đây ngay mày, không có dễ dàng đâu nha. Anh ra đen à, làm sao anh ra đen chạy đâu hả? Ui rồi, ui rồi ôi, ui rồi, anh ra đen này nốc luôn anh ra đen nhá. Còn một thằng nữa ở ngay phía trước mặt thôi anh em ơi, nó ngay phía này. Làm sao hả em ơi? Chuẩn bị lên bảng đi mày. Ui dồi, lên bảng này, đậu xanh này. Ok, double kill, 2 kill luôn. Và chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu thôi anh em ơi. Trận lúc nãy thì đã win luôn anh em ơi, top 1 luôn anh em. Và bây giờ đây, với cây G18 kẹo sẽ tiếp tục khô máu để xử lý cái bọn này luôn anh em ơi. Nào, anh em bắn G18 mới thể hiện trình độ cao siêu chứ anh em. À đủ, nào chạy qua phía này vậy hả? Anh lại sợ chú quá cơ, cái đậu xanh này làm sao? Làm sao hả? Chuẩn bị tâm lý lên bảng xuống đi em ơi. Đậu xanh này nốc rồi nha, thật kìa. Bạn nó chạy qua anh em, bạn nó chạy qua này làm sao? Hả? Cứu nhau cơ à? Anh lại sợ quá nhở, anh nể quá nhở. Hẳn là cứu nhau cơ à? Mấy cứu nhau này làm sao? Cứu nhau phải không nào? Ok luôn, xong luôn vòng 1/7 anh em. Và chúng ta sẽ tiến thẳng đến vòng 2. Lúc này thì mình sẽ mua thêm những cái trang bị bổ sung. Và tất nhiên là vẫn là cây súng G18 luôn anh em ơi. Gáy với cây súng G18 cùng với nhân vật Alok này. Được rồi anh em, tất cả đã sẵn sàng và 2, 1, bắt đầu anh em ơi. Đến với vòng 2/7, mình sẽ qua cái vị trí ở đây. Nói chung là anh em sẽ phải đi theo team một xíu đi, không là gặp team cứng để cho nó giã cho có phải là xanh mộ hay không. Các bạn ở vòng 2 thì mọi người đã đều có tiền và chúng nó sẽ mua được những cái súng này, những cái đồ nó xịn hơn. Anh em cầm mỗi cái cây lục G18 ghẻ, anh em sẽ phải gọi là chơi game một cách gọi là bật tính năng gọi là IQ cao lên đấy, các bạn mới sống dai được. Còn không mà chơi game cục súc mà lại còn là không động não IQ thì có lẽ là sẽ sớm xanh mộ mà thôi. Nào, a à, đù này, một đứa này làm sao? Làm sao Hải ơi? Ui rồi, xong rồi nhá. À, mình sẽ qua những cái vị trí khác coi nào anh em. Nào, bên ngoài này thì sao nhỉ? Hello, có ai không? Hello, có thằng nào ngoài này cũng vậy đây à? Đây à, đậu xanh này nốc luôn rồi nha em ơi. Chuẩn bị nha, lên bảng đếm số anh cho chú trầu trời luôn. Vâng, như vậy là mình đã hạ gục được một thanh niên rồi. À, tầm này thì đây sẽ là cuộc chiến 3v1 thôi. Team bạn chỉ còn lại có một đứa thôi nha em ơi. Thế này thì nó không xanh mộ mới lạ nha. Chẳng lẽ anh em lại bảo là 3 mà không cân được 1 thì chắc là nghỉ luôn game chứ còn là chơi tử chiến gì nữa hả mọi người? Nào, thằng cuối đâu? Mình và các bạn sẽ chờ đợi thằng cuối. À, nó ngay phía này, bây giờ là chờ nó nhảy xuống thôi. Bo thì đang thu dần nhỏ lại rồi. Đây, nhảy xuống đi em ơi. Đấy, cứ chờ nó nhảy xuống thôi anh em ơi. Chắc chắn là đây rồi, đây rồi. Đậu xanh này ăn no đạn lục G18 nha. Vòng 2 xong luôn anh em. Và chúng ta tiến thẳng đến vòng 3/7 rồi. Ok, à, bây giờ thì mình sẽ mua thêm mũ level 2 này và mua thêm nấm cấp 3 nữa để đầy thanh EP. Các bạn sẽ chơi game một cách tự tin hơn rất là nhiều. Đã có được giáp 3 luôn này. Tầm này là sẵn sàng chiến đấu rồi mọi người. Chúng ta lên đường và top 1 sẽ là của kẹo trong trận đấu ngày hôm nay. À, chạy qua phía này con nào. Hello, mấy bạn đâu rồi hả? Mấy bạn có muốn là lên bảng điểm số sớm không vậy? Chưa thấy chúng nó đâu. Có lẽ là chúng nó đã di chuyển rồi anh em ơi. Mình đang đi theo người đồng đội số mấy đây anh em ơi? Thôi kệ. Ơ mà có hai đứa treo máy này. Treo máy này phải không em ơi? Treo máy một đứa nốc. Thằng này hả? Ok luôn, nốc luôn cả hai đứa. Ui vãi trưởng. Team cho nó đẩy qua rồi anh em ơi. Hai thằng châu chó đang ở phía này. Thế nên là mình sẽ phải hạ gục chúng nó luôn, không để cho chúng nó nằm bò nốc làm cả này. Chuẩn bị hạ nốt thằng này. Ui vãi trưởng. Đồng đội đã ra đi rồi anh em ơi. Hơi bị căng luôn. Thế nên là mình sẽ phải chạy qua đây thôi anh em ơi. Chơi game một cách chiến thuật thôi anh em ơi. Không là xanh mộ thì đừng có hỏi tại sao. Ok, 2 kill rồi. Làm sao nữa hả? Úi dồi, vãi trưởng. Hai thằng luôn. Úi dồi, thanh niên áo đỏ. Thôi xong. À, tốt nhất là tránh xa cái thằng KV đó ra, không là nó cho anh em lên bảng đấy. Tôi sẽ chạy sang ngoài này. Nói chung là không chơi dại đâu. Úi dồi, làm sao? Ui,
vãi anh em ơi, mình lại chạy vòng lại luôn, làm gì nhau hả? Làm gì nhau? Bây giờ ông tính làm gì tôi? Ông tính áp sát tôi để gọi là kêu tôi dễ hơn hả? Không được đâu sói ạ, ok. Tôi thừa hiểu ông thế nào, ok, nốc lần này. Cái gì vậy? À, dựng bong keo cứu đồng đội cả. Hay quá nhở, khá quá nhở, đồng đội lên bảng luôn. Ăn lựu nó đi em ơi. Bây giờ là cho nó chạy qua ăn lựu này. Ok này, ui, làm sao mà nó tẩu thoát ghê vậy? Nó đã ra vị trí kia rồi, kinh hẳn luôn được. Anh sợ chú quá rồi đấy. Cái đậu xanh này chưa đai cả. Ui, máu trâu vậy, máu trâu vậy, máu trâu vậy. Yes, xong luôn. Và đây, trận cuối cùng anh em ơi, đến với vòng 4 rồi. Nếu như vòng này win nữa thì mình sẽ chiến thắng anh em. Với cái lục G18 đơn giản, vẫn đủ sức chiến trong tử chiến thoải mái luôn. Quan trọng là anh em tay có to hay không đấy. Và đây, 3, 2, 1, bắt đầu đến với vòng 4/7 của trận tử chiến này anh em ơi. Lên nào. Hiện tại thì mình đang rất là sẵn sàng luôn. G18 luôn đầy đạn, G18 luôn đầy đủ sức chiến đấu, nên là không phải sợ bố con thằng nào cả. Một đứa đang đẩy lên rồi anh em. Sẵn sàng, cơm G18, bắn đúng rồi. Ăn đạn đi em ơi. À, chạy đâu hả? Làm sao, tính làm gì? Ok luôn. Ui vãi trưởng, vãi trưởng, ta bắn nốc đồng đội mình luôn. Đồng đội số 4 lên bảng luôn. Ây, team mình thì các bạn số 2 là mất sóng wifi luôn. Cái gấu bựa. Thế này thì team mình cũng căng phết luôn anh em ơi. Nào đi này, ăn lựu đi em ơi. Ok, câu lựu qua lần này làm sao hả? Muốn cái gì hả? Cầm sẵn sàng cây lục G18, chạy qua chiến đấu luôn. Ây, thanh nèo đỏ chứng tỏ cafe này làm sao hả? Chạy vào trong thì cả. Ok, bây giờ chạy qua cứu thanh niên số 3 luôn anh em. Nào đi, làm sao? Ui, xây bong keo luôn cả. Áo đỏ này làm sao hả? Nốc luôn nha em. Ui dồi ôi, tưởng là chơi anh mà dễ à? Anh lại phải sợ chú quá cơ. Anh không ăn chú nữa nha. Ăn no lựu em ơi. Thêm quả nữa này. Rồi xong luôn thằng bé. Lên bảng luôn. Ok. Lúc này team địch chỉ còn lại một thằng duy nhất thôi anh em ơi. Đây hả? Xong luôn. Xin kẹo double kill. Yes. Chiến thắng rồi anh em ơi. Và bây giờ thì bye bye anh em. Và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.